Miyu mê sườn bò hầm cung đình Hàn Quốc. Miyu nói hương vị còn lưu luyến sau khi thưởng thức món súp sườn bò Hàn Quốc. Cuối tuần qua, Miyu tới ủng hộ người em thân thiết làm bà chủ. Nữ diễn viên được Sam mời một mâm đồ ăn gồm nhiều đặc sản Hàn Quốc như thịt nướng, các loại pan chan. Cô ấn tượng hơn cả với món súp sườn bò đặc trưng của nhà hàng, ăn xong hương vị vẫn còn lưu luyến mãi. Không chỉ Miyu, diễn viên Long Chung nhận xét món ăn này, món bò hầm phù hợp với ai hảo ngọt, ăn như tan trong miệng, mùi thơm, ăn với cơm trắng là chuẩn bài. Đây là món sườn bò hầm Sogambim, một đại diện tiêu biểu cho nền ẩm thực truyền thống Hàn Quốc. Được biết đến với hương vị đậm đà và cách chế biến tinh tế. Đây là món ăn thường xuất hiện trong các dịp lễ hội, tiệc tùng lớn hoặc bữa ăn hoàng gia thời xưa, thể hiện sự sang trọng và lòng hiếu khách của người Hàn. Món ăn này được chế biến từ sườn bò, củ cải trắng, cà rốt, hành tây, các loại gia vị như nước tương, đường, tỏi, gừng và một loại nước sốt đặc biệt. Sườn bò rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, ướp với một ít nước tương, tỏi, gừng trong khoảng 30 phút cho ngấm gia vị. Củ cải trắng, cà rốt, hành tây rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Sau đó, xào săn sườn bò cùng củ cải trắng. Cà rốt, nêm nước tương, đường, tiêu vừa miệng, đổ nước ngập sườn, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, hầm trong khoảng hơn 1 giờ hoặc đến khi thịt bò mềm nhừ. Trong quá trình hầm, bạn có thể nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Khi thịt bò đã mềm, cho hành tây vào hầm thêm 5 phút. Để món ăn đậm đà hơn, có thể thêm một chút rượu gạo hoặc táo tàu khi hầm. Thêm ớt bột nếu thích ăn cay và bột năng để tạo độ sánh. Nguyên liệu của món này không cố định, người chế biến có thể cho thêm nấm, khoai tây, táo tàu, rau củ tùy ý thích. Mỗi miếng sườn bò mềm mịn được hầm kỹ lưỡng, hòa quyện với nước sốt đặc trưng làm từ nước tương, tỏi, gừng và các loại rau củ. Sogambim là sự kết hợp hài hòa giữa vị ngọt của thịt bò, vị thanh mát của rau củ và hương thơm của các loại gia vị, ăn nóng mới ngon, có thể ăn kèm cơm trắng, kim chi và các loại pan chan để tăng thêm hương vị. Ngoài ra, món này rất bổ dưỡng, đặc biệt thích hợp ăn trong mùa đông. Miyu và Sam có mối quan hệ thân thiết, thường xuyên ủng hộ nhau trong các dự án nghệ thuật và kinh doanh. Cả hai đều là những nữ diễn viên, hot girl đình đám lứa 8X, 9X. Mới đây, Sam mở nhà hàng Hàn Quốc, được nhiều bạn bè tới ủng hộ như Ha Ri Won, Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Ngô Kiến Huy, Long Chung. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.